Em có vốn 1 tỷ và mỗi tháng tích sản khoảng 50 đến 100 triệu thì phân bổ như thế nào? Anh Phục có thể chia sẻ phần này được không ạ? Đầu tiên là chị phải xem rằng cái khẩu vị, để cho chắc thì chị xem cái khẩu vị rủi ro của mình như nào. Nếu mà khẩu vị của chị, rủi ro của chị có thể chấp nhận được rủi ro cao hơn thì chị có thể phân bổ vào cái danh mục liên quan đến cái tăng trưởng nhiều hơn, tức là danh mục tấn công nhiều hơn, và ít hơn cho cái phần gọi là phòng thủ. Đó thì đấy là về cái khẩu vị. Và nếu khẩu vị của chị là rất là sợ rủi ro, ngại rủi ro, thì chị phân bổ vào cái danh mục cân bằng và danh mục phòng thủ nhiều hơn. Đó, còn với cái vốn khoảng 1 tỷ và mỗi tháng tích 50 100 triệu thì cái việc tích 50 100 triệu là khá lớn, đúng không? Rất lớn đấy. Thì chị có thể chia ra làm khoảng độ 3 đến 5 mã. Thì nếu mà cái việc phân ra làm 5 mã thì tôi nghĩ là hợp lý, bởi vì